Hello, chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Thành EZ. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái tựa game là Minecraft. Đây là cái Minecraft Mode 1P. Và mình đang chơi trên một cái server của nước ngoài có tên là Pirate Again, hay còn gọi là Kỷ Nguyên Hải Tặc. Thì mình cũng vừa vào cái server thôi và mình đang tìm hiểu xem. Và mình có đi lượn qua một chút rồi và mình học được một cái kỹ năng gọi là cái Suru này. Thì ok, thì đây là cái skin của mình. Ok, thì đây là Zoro trong trạng thái đang cởi trần. Mình sẽ đổi lại đi cho dễ nhìn. Thì cái Zoro này cho phép mình có thể chạy nhanh này, chạy như đường điên luôn. Thì đây là cái chắc là khu vực trung tâm. Đây là cái khu vực trung tâm và hiện tại thì mình sẽ đi khám phá. Ở kia có mấy cái thuyền gì đẹp thế nhỉ? Chúng ta sẽ khám phá sau đi. Cái thằng này cái gì đấy, nó bảo xin cái gì đấy. Làm gì có Devin Fruit, làm tao gì có ấy. Tao gì có trái cây củi. Ok, kệ đi, ta sẽ đi khám phá trong khu vực này. Rank up à? Cứ đi theo mình làm cái gì? Rank up, đây là Aokiji. Ok, đây là Aokiji à? Sử dụng cái này chắc là cái bảng xếp hạng gì đấy thôi, mình chẳng không quan tâm lắm. Mấy cái gì đấy? Thì mình sẽ ra ngoài này xem nào. Ra đi khám phá thêm là thằng kia chắc nó cũng biến rồi. Ú, thằng này dai như đỉa ấy, cứ đuổi cho mình. Ô thằng này gì ấy, Vegapunk à? Thằng này là thằng khoa học, nhà khoa học. Vegapunk hình như là Frankie lấy được cái gọi là cái gì nhỉ? Devin Fruit. Không nói chuyện thằng này à? Thằng này là thằng khoa học mà Frankie lấy được cái bản thiết kế và tự chế tạo được mình sao? Mở cửa ra được không? M.R. Potter là tên ai đây? Đây ai đây? Chúng ta cần 10.000 tiền à? Mình có 10.000 tiền đây. Explosion. Cái vụ nổ gì à? Mình không hiểu lắm. Chúng ta sẽ mở được không? Không mở được. Ok, và mình sẽ đi khám phá thêm trong này thôi. Đây là một cái khu vực gì đấy cần gạt à? Thằng kia cứ đi xin mấy cái ấy nhỉ? Mình cũng chưa có trái quỷ luôn. À, và mình còn phải chọn đây đã. Chúng ta phải lên vào phải chọn nào. Tộc nó sẽ có tộc human này. Fishman chắc là người cá, Zia là khổng lồ này. Mình nghĩ ta nên chọn là khởi đi. Làm là con người đi và mình sẽ làm là thợ săn tiền thưởng. Superman chuẩn, mình là Zoro mà. Đấy, Zoro đấy. Rồi, Zoro đây. Cái skin này hình như là hơi ấy. Hơi xấu, mình sẽ đổi lại vậy, em sẽ đổi lại. Chúng ta sẽ đi khám phá tiếp theo. Đây là bán những cái kho báu của bạn à? Đây là Nami, hai Nami. Nami, Nami cầm nghệ thời tiết này, đẹp vãi. Bán cái gì đây ta? Rất là lắm thứ, mình cũng chưa biết đây là cái gì. Ta mở cái hòm này. Đây là cái hòm chúng ta. Thì mình có kiếm được ít thức ăn này, chẳng hiểu sao kiếm được cái này. Chắc là bọn nó rơi ra, đánh rơi ra. Cái này không biết có độ đói không nhỉ? Hình như có giảm độ đói phải. Mình có nên chỉnh lại cái chế độ là bình yên không nhỉ? Để không giảm độ đói không nhỉ? Tại vì mình cũng chưa biết kiếm thức ăn ở lúc nào cả. Ok, chúng ta đã ăn hết sạch thức ăn rồi. Ăn nốt cái miếng thịt gà đi cho đầy độ đói đi. Đây bán cái gì đây? Rất là nhiều thứ gì đấy. Mình sẽ hỏi Nami xem. 100 berry sẽ đổi ra cái thạch anh địa ngục à? Rất là nhiều thứ luôn. Cái crystal này, kim cương, ruby, rồi rất là nhiều thứ luôn. Mình sẽ để sau đi, thì mình nghĩ trên này sẽ vẫn thể chế tạo được đồ đây. Trong này có rất là nhiều thứ luôn. Wow, chisua, hòm kho báu à? Ủa lắm đồ vãi nồi. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau đi. Mình cái này, mình cất hai cái này đi á. Hiện tại mình đang không cần hai cái này. Cái thằng kia nó không đi theo mình nữa rồi. Ok, thì mình sẽ ra ngoài này xem. Ok, thì đây là Armor Zin à? Zim. Thì hiện tại trong này đang có 4 người chơi. Cái server này khá là ít người. Các bạn nào thích thì vào chơi cùng mình. Nhưng mà các bạn phải có một cái tài khoản Premium Account nhé, thì mình chơi được nhé. Có nghĩa là game bản quyền ấy. Các bạn có thể mua ở trên g2a.com. Mình mua hết mất hơn 600k. Đây là Frankie. Hai Frankie. Super. Ok. Trên này ai đây? Trên này như là
Chopper à? Vãi nồi, không nhìn thấy lắm. Không được spam và không được ăn hai trái cây ác quỷ. Ăn hai cái gửi thì sao nhỉ? Master Logia, Logia Shop. Chúng ta sẽ đây là trái cây ác quỷ, chúng ta cần phải có tiền Bronze Coin. Chúng ta kiếm Bronze Coin bằng cách nào đây? Logia Moku, Pika Pika, Susa, Suna Suna, Yuki, Ihenomi. Rất là nhiều luôn. Gasu, Goro Goro, rất là nhiều luôn. Không biết mình cứ kiếm vào cái này bằng cách nào đây? Không biết phải nạp tiền vào để kiếm không? Để kiếm được những cái trái cây ác quỷ không? Ok, thì mình sẽ đi trong ngoài rất là rộng luôn. Rộng vãi cả nồi, thì mình sẽ quay lại đi. Ok, thì mình sẽ đi quay lại đi. Rộng quá. Sẽ tìm hiểu sau vậy. Chúng ta sẽ xem nào. Xem đây có hai bức tượng, hai người cầm cái kiếm này. Đây là Kuma Teleporter, chúng ta có thể di chuyển được bằng Kuma. Ok, chúng ta cho mình đi đâu đây? Chúng ta sẽ có Alabana. Alabana ở đâu vậy? Alabasta là cái khu vực sa mạc này. Barati là nhà hàng dưới, nhà hàng trên biển này. Cái này chắc thay đổi name này. Cái này là nơi mà đánh nhau với Rob Lucy thì phải. Even này, ngục này. Cái Lookout là cái nơi mà hình như là sư tử vua hải tặc hay sao? Marineford. Cái con tàu của Morian. Chúng ta đến thử cái chỗ training này cuối xem. Ok, chúng ta sẽ đến rồi. Thì đây là một cái khu vực. Mình sẽ cho nó sáng lên một chút đã. Thế nó hơi ấy, hơi tối. Đặt hình ảnh. Chúng ta sẽ cho nó sáng lên một chút đã. Sáng mắt đi. Rồi, ok. Đây sẽ có thêm có ai không ta? Chúng ta có Rayleigh. Vua ông tối. Yes. Chúng ta sẽ nói chuyện xem nào. Để nhận được cái Haki ấy, để lấy được Haki có nghĩa là để đạt được Haki thì bạn cần phải luyện tập Doriki. Đây là một cái hòn đảo quái vật à? Và Copy, Mazio và Alavida. Kin chúng bạn có thể tăng Doriki. Ok. Chúng ta sẽ nếu như bạn luyện tập Doriki của bạn có thể tăng cái lượng máu tối đa lên. Chúng ta sẽ về đánh bại 20 Copy này, 10 Alavida và 3 Pacifista. Ok. Chúng ta sẽ làm thôi. Đây nào. Nhưng mà ta không tay không ta đánh sao nhỉ? Đây là một hòn đảo khá là đẹp luôn. Mình sẽ xem là mấy cái này có lấy được không nhỉ? Không lấy được. Mấy cái block này thì ấy rồi. Cái server này nó không cho phép để phá hủy cái block này. Ok, ta sẽ đi thôi. Mình có cái Soru để di chuyển khá là nhanh luôn. Ta sẽ đi tìm Alavida. Alavida đã có Copy kìa. Cho có Copy nhưng mà đánh sao đây? Ta không có vũ khí. Ok, đánh bằng tay chăng? Đánh bằng tay à? Thằng kia thằng ấy à? Thằng người chơi. Hello. Kia có người chơi kìa, nó cũng đang luyện như mình kìa. Thôi được, đánh của nó đi. Tức là mình không nên đánh. Nhận được cái nhà ngọc gì này. Chúng ta nhận được một cái ngọc gì đó. Nhưng mà thôi kệ cho mày đánh đi. Why? Sao cái gì? Không có lấy đánh đâu. Đấy, cho mày đánh đi. Trời ơi, ai cãi đâu. Sao? Đánh đào à? Cái gì vậy? Oponomi. Làm sao ta? Mình có Oponomi đâu. Mình còn chẳng có cái trái cây ác quỷ gì luôn. Ok, đánh thấm ấy. Alavida. Thằng kia có chiêu kìa. Nhận được một đống đồ này. Trời ơi. Vãi nồi, yes. Nhận được một đống thứ luôn.
mấy cái skill. À, ta có kiếm này. Ồ ngon. Có cái quả kiếm này thì ngon cho thằng kia tự nhiên. Nhặt được một đống đồ luôn. Yes. Thằng kia như nhặt được đống đồ rồi. Kệ mày, tao không giả mày đâu. Kệ mày. Ai bảo mày chết vì nổ. Ngu, ngu thật. Nhặt một đống đồ luôn. Ngon. Ngon. Anh xin cái kiếm. Anh xin luôn đồ. Ok. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ngon rồi. Chúng ta đang hoàn thành nhiệm vụ đây. Doriki Training. Chúng ta giết được 4 copy. Nó đang chửi mình đúng không? Nó đang chửi mình là ngu ngốc đúng không? Ok, kệ mày thôi, ai bảo mày chết. Xin luôn đồ. Kệ mày. Tao lấy đồ cái á, tí sao. Tí nữa tao đánh xong tao giải cho mày. Có cái gì đâu mà. Power Stone Haki này. Cái này dùng được Haki luôn. Làm gì đấy? Làm gì anh đấy? Mình sẽ xin mấy cái skill này sau. Hiện tại mình đang không có. Lấy được một đống luôn. Kệ nó. Chúng ta sẽ đi tìm bỏ qua thằng này đi. Ta sẽ đi tìm mấy thằng Pacifista mà đánh đi để cho nó chạy đi. Khi mất hết cả trưởng luôn, mất hết cả kỹ năng luôn, máu mình hồi này, tự động hồi này, chẳng giờ chết luôn. Cái gì vậy? Cái con Alavida này khỏe phết nhờ, đánh khá là trâu luôn. Ồ, nó sẽ đập thêm nào. Đập Alavida tiếp. Cái gì vậy? Thằng đâu rồi? Ai bảo mày chết thì tao rơi thôi chứ lấy thôi, nhặt thôi chứ. Đây, giải cho mày. Khổ quá đây. Từ từ đánh nốt bọn này đã. Đánh nốt bọn này xong đã, xong giả cho. Đâu rồi? Đây này, giả cho này. Này này. Ấy quá, trẻ con quá. Này. Giả cho này, đấy. Tao thèm mà lấy. Lấy kiếm thôi. Thế chơi gì vậy? Anh mượn cái kiếm anh đánh một tí. Giả đồ cho sướng quá, còn gì còn nói gì nhiều. Thì chửi mình chứ, mình thèm mấy cái đồ ghẻ này, sao mình tự đi kiếm. Không hẳn lấy làm gì cái đồ ghẻ lở hắc lào của mày làm gì. Tao mượn cái kiếm đi thôi. Ra đi nào, ra đi, copy đi. Ra nào, copy đi. Trời ơi, mượn kiếm đánh tí thôi. Luyện tập tí, trêu tí. Đập nốt cái thằng này. Ô, thằng copy ở trong này. Đập rồi. Nào, không biết hoàn thành nhau nhiệm vụ chưa nhở. Ấn L em cái. Doriki Training. Và mình được 10 Alavida rồi. Chúng ta còn 10 theo còn 10 copy nữa. Và Pacifista. Hòn đảo này tiến mình sẽ đi khám phá nốt xem nó có cái gì ở trong này nữa không. Đây nào copy. Chắc phải đợi một thời gian thì nó hiện lên. Không lấy chửi nữa nhở. Trả đồ xong. Cái kiếm này, cái vũ khí này hình như là cái này là của Smoke thì phải, cộng 12 cho tấn công đấy, khá ngon, khá bá đạo luôn. Nào nào, ra đây, ra đây. Lấy đồ của nó nữa là báo cáo chết, nữa là báo cáo admin này, ban nick mình chết. Thôi tiếp được thôi. Alavia mình đánh xong rồi, thằng kia đâu rồi, tao giả nốt mày kiếm nào. Đâu rồi ta? Không ra ấy nhở? Máy xay máy sản sinh ra quái vật sẽ không ra ấy nhở? Ok, thì chúng ta sẽ đi lên đây xem và đi đánh mấy thằng Pacifista. Ủa kìa, Pacifista kìa. Armor, mình dùng armor, làm gì có cái gì đâu. À, thằng kia là thằng Kuma chứ.
Tao lấy cái quái gì của mày đâu, lấy mỗi thanh kiếm thôi mà. Không ra nhỉ? Máy xay Pacifista vẫn chưa ra. Chúng ta sẽ có hai chỗ ra Pacifista, người máy. Đây là người máy cải tạo từ Kuma ra. Ồ, lắm đống. Rồi ôi, mày này nhờn. Có cái kiếm đánh nhanh hơn hẳn. Nói nhiều quá cái thằng kia. Nhờn. Mình có lấy cái gì đâu, có lấy cái ammo của nó đâu. Nào mình đập thôi. Chúng ta đang tăng máu rồi đấy. Tăng khá nhiều máu rồi. Ok, nó sẽ cố gắng luyện tiếp. Có thể máu sẽ rất là dài đây, nó có thể đánh được. Ok. Đang có 4 người chơi và chúng ta đang có 100.000 tiền. Mình vẫn chưa biết dùng tiền để làm gì. Tiền có mua được bằng ấy không? Có mua được cái gì nhỉ? Không có mua được cái có mua được cái trái cái quỷ không nhỉ? Hình như không. Quỷ vàng cơ. Chúng ta bị dính độc này. Dính độc này, dính độc đi. Ok. Ok. Khá là nhiều tiền luôn, ăn được cái gì vậy? Mình chẳng hiểu luôn. Mình nghĩ mình là hoàn thành xong rồi. Doriki Training. Chúng ta được ba ba Pacifista rồi. Chúng ta sẽ đi tìm nốt cái tìm nốt cái thằng copy và đánh nốt. Đâu là copy đâu ta? Copy ở phía bên sau cái đồi kia. Chúng ta sẽ tìm nốt copy và mình sẽ đánh copy đi. Yes. Đây rồi, copy đây. Vừa kiếm được thành tích bắt đầu chế tạo. Hình như cái này chế tạo được đúng không? Nhưng mà mình lấy đồ ở đâu nhở? Lấy mấy cái gọi là gỗ ghiếc ở đâu? Thì trong này mình có lấy quái đâu. Mình sẽ thử đi lấy gỗ. Đây, gỗ đây. Có lấy được đâu? Không thể phá được block. Không thể phá được block. Không không lấy được luôn. Đấy, không lấy được. Chúng ta sẽ đợi copy ra, nhưng mà copy vẫn không thấy ra. Rất là lâu luôn. À, một người vừa rời game rồi. Copy rồi. Luyện nốt nào. Luyện nốt đi. Nhờn. Ok, và ra sắp sắp hoàn thành xong cái nhiệm vụ luyện tập training Doriki của chúng ta rồi. À, đúng rồi, Doriki. Để tạo ra Haki. À, cái này là một Haki thì phải. Phải không nhỉ? Chúng ta sẽ đánh nốt mấy cái quái này. Sao không ra nhỉ? Doriki Training chúng ta đang có 15 rồi. À, chà. Đã đánh Alavida luyện luôn thêm Doriki gái. Máu ta tăng khá là nhiều rồi. Hình như có con gì kìa. Một con chim kìa. Ok. Có một con gà nữa kìa. Đông đấy. Alizobot kinh thật, hình như là ấy sao, boss của game sao, là admin game sao ấy. Cái gì ta, ai bảo mày vứt đồ ra? Định báo cáo với tao à? Thôi kệ, mình sẽ đánh cái thằng này rồi. Chúng ta sẽ đánh ra copy nhưng mà copy vẫn chưa ra. Gì đây ta? Alizabot gì đấy? Cái quái gì? Mình có cái quái gì đâu? Kệ thôi. Là sao ta? Chúng ta hoàn thành xong cái nhiệm vụ này rồi và mình nghĩ là mình nên đấy thôi. Xem nào.
Doriki Training, chúng ta còn hai con nữa. Chúng ta còn đập hai con nữa và để ấy được. Hai con nữa ta sẽ hoàn thành xong cái nhiệm vụ ở Doriki này. Nhanh thôi, cố gắng hai con nữa. Lâu ấy nhở, không ra mãi không ra copy. Ok, nó đang đập cái máy quái vật này ra mà không ấy ra, chắc đợi một lúc thời gian cơ. Hai cái nữa thôi mà khó thế. Con gà kìa, mình nghĩ mình con chim đánh được không? Không đánh được con chim này, không đánh được con chim này rồi. Chúng ta sẽ đi ra đập cái con gà kia. Ok, con gà Gary Evin Chicken. Ui, 1.000 máu, 1.000 máu. Ồ, châu nhở, châu thế. Ui, châu thế. Thôi thôi thôi, té 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 ra không được rồi, không ổn không ổn rồi. Mình phải đây, cái con gà khỏe quá, nó có 1.000 máu cơ, không thể đánh được. Đâu rồi? Vẫn chưa ra nhỉ? À, đây rồi, copy rồi. Tuyệt tuyệt vời. Chúng ta sắp luyện xong copy rồi. Ok, đã hoàn thành xong cái Doriki Training rồi. Chúng ta sẽ về thôi. Về và trả nhiệm vụ cho Rayleigh. Vua bóng tối Rayleigh. Ta đi thôi nào. Nhanh nhanh nhanh. Chúng ta có chạy nhanh cơ mà. Ok, đã về rồi. Và mình sẽ trả nhiệm vụ cho Rayleigh. Ok, chúng ta đã tiêu diệt đủ rồi và complete. Ồ, chúng ta được một thanh kiếm. Một thanh kiếm 8,2 cho tấn công. Cái này 12 tấn công cơ. Cái này khỏe hơn này. Nhưng mà thanh kiếm này đẹp phết, mình cảm thấy đẹp. Copper coin à? Copper coin để làm gì ta? Ok. Đẹp phết. Ý rồi, đẹp trai Zoro. Cầm thanh kiếm, thanh kiếm màu xanh, kiếm to thế, ai phải cầm ba thanh kiếm chứ. Xoay 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 xoay, chúng ta đã được thanh kiếm rồi và mình sẽ kết thúc tập hôm nay tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye. Rồi, nghỉ thôi.